Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài giảng hôm nay với tựa đề của bài số 1 là bài khái quát về nhà ở. Sau khi học xong bài này, các em sẽ nêu được vai trò của nhà ở. Ý thang là nêu được đặc điểm chung của nhà ở và nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam. Vậy thì trong các công trình sau đây, công trình nào thuộc nhóm nhà ở? Để đưa ra 7 cái công trình. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Vậy để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Và câu hỏi nữa, cuộc sống con người sẽ khó khăn như thế nào nếu không có nhà ở? Vậy thứ hai, tại Việt Nam, nhà ở có được điểm gì chung và có những kiến trúc đặc trưng nào? Vậy để trả lời câu hỏi đó, các em quan sát một bức tranh sau đây. Trong bức tranh này sẽ nêu được những ý chúng ta cần trả lời trong hai câu hỏi trên. Và để trả lời câu hỏi này thì các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Phần thứ nhất là tìm hiểu về vai trò của nhà ở. Thì chúng ta quan sát một tranh minh họa, chúng ta thấy ngày xưa thì con người sống nhờ hoạt động săn bắn hái lượm, và nơi trú ngụ con người thường là các hang đá, làm việc săn bắn hái lượm những thứ có sẵn trong tự nhiên khiến con người phải di chuyển liên tục từ vùng này sang vùng khác. Như trong hai bức tranh này, ta thấy là con người sống trong các hang động, hang đá và săn bắn hái lượm từ những thú hoang, cho nên phải di chuyển liên tục từ nơi này đến nơi khác để tìm những thức ăn, những thú hoang để mà săn bắn hái lượm. Và khi bắt đầu con người biết làm nông nghiệp thì con người ít dịch chuyển hơn, và nhu cầu nhà ở và ở các khu vực dân cư sẽ được hình thành. Khi đó thì con người sẽ định cư tại những ngôi nhà để mà sản xuất kinh doanh hoặc là sinh sống ổn định là một vị trí. Như trong nhà ở Việt Nam thì có các loại nhà ở mang một số đặc điểm riêng biệt, ví dụ như là ngôi nhà này, đó là nhà ở thời phong kiến xưa, rồi nhà sàn của các dân tộc thiểu số, nhà ở các khu phố hoặc là các khu biệt thự. Phần thứ nhất là vai trò của nhà ở. Một khám phá, như quan sát hình 1.1 và cho biết vì sao con người cần nhà ở. Trong hình 1.1 này có các hình ảnh nhỏ như là hình số 1 A là ngôi nhà. Bên ngôi nhà thì chúng ta thấy với trước nhà, cổng nhà là có một em bé rất vui mừng để chào đón một người lớn. Đây có thể là bố anh, trên tay cầm một nhành hoa rất là tươi sáng, tươi đẹp. Hình B, đó là một bàn ăn của một bữa cơm các thành viên trong gia đình. Hình C, một ngôi nhà dưới tắt một ánh nắng chói chang. Hình D, một cái khung căn phòng, trong căn phòng có các thành viên đang ngồi trước TV để xem một chương trình giải trí. Hình E, ngôi nhà trước những yếu tố của thời tiết như là mưa to, gió lớn, sấm sét. Và hình G là một bạn trai đang nằm ngủ. Và thì với năm 6 hình ảnh này nêu lên vai trò gì của nhà ở, vậy vì sao con người cần có nhà ở? Và để trả lời cho câu hỏi trên, câu hỏi khám phá trên, các
các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Như vậy, nhà ở là một công trình được xây dựng với mục đích để ở, giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hoặc là hộ gia đình. Nhà ở đem đến cho con người những cảm giác thân thuộc. Nơi đó, mọi người có thể cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. Nhà ở cũng là nơi đem lại cho con người cảm giác rất riêng tư. Và qua cái mục thứ nhất là vai trò nhà ở, chúng ta sẽ có câu hỏi số 1. Nhà ở có vai trò vật chất vì sao? Anh đưa ra 4 đáp án. Em hãy chọn đáp án nào là đúng. Thứ nhất, đáp án A. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết. Đáp án B. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. Đáp án C. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác rất là thân thuộc. Đáp án D. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư. Và để trả lời cho câu hỏi số 1 này, hãy để lại bình luận. Những cách là để lại bình luận ngay bên dưới. Và câu đáp án đúng sẽ có ở trong video tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm chung của nhà ở. Đặc điểm chung của nhà ở thì gồm có phần thứ nhất là phần cấu tạo. Nhà ở gồm có móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường nhà, mái nhà, cửa ra vào và cửa sổ. Đó là phần cấu tạo của nhà ở. Nhưng qua phần cấu tạo của nhà ở, hãy chú thích các thành phần cấu tạo của nhà ở trong hình 1.2 với 7 cái thành phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Trong 7 thành phần này, thành phần nào là khung nhà này, tường nhà, mái nhà, vân vân. Và để trả lời cho câu hỏi này bằng cách là bình luận ngay bên dưới video. Đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Và bên cạnh đó thì chúng ta cho biết thành phần cấu tạo nhà ở trong hình bên này nó có cái thành phần cấu tạo gì. Và để trả lời cho câu hỏi, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Câu hỏi số 2 trong phần vai trò của nhà ở là nhà ở có đặc điểm chung gì? Có 4 đáp án. A. Kiến trúc và màu sắc. B. Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng. C. Vật liệu xây dựng và cấu tạo. D. Kiến trúc phân chia các khu vực chức năng. Để trả lời cho câu hỏi số 2 này bằng cách là bình luận ngay bên dưới video. Đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Tìm hiểu mục thứ hai là cấu tạo không gian bên trong của nhà ở. Đó là chúng ta tìm hiểu là vì làm nông nghiệp mà thực phẩm làm ra ngày còn nhiều, cho nên ngoài việc xây nhà ở thì con người đã bắt đầu làm nhà để cất giữ thực phẩm này, xây dựng các khu vực để chăn nuôi. Cho nên nhà ở được mở rộng với nhiều chức năng khác nhau. Đó là các khu vực người ta phân chia nhà ở thành các khu vực nhà. Vì cách bố trí không gian bên trong nhà ở thường được chia thành các khu vực chức năng như khu vực sinh hoạt chung, khu nghỉ ngơi, khu thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh, vân vân. Vì quan sát hình 1.3, một số cách bố trí không gian bên trong nhà ở. Bạn cho biết trong các khu vực đánh số 1, 2, 3, 4 và 5 thì khu vực nào là khu vực nấu ăn, khu vực nào là khu vực vệ sinh, vân vân. Để trả lời câu hỏi này,
hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Nhưng ngoài hai đặc điểm trên, thì nhà ở còn mang tính chất vùng miền, phụ thuộc vào các yếu tố như là địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hóa, xã hội. Ví dụ như một số đặc điểm riêng của từng vùng miền như nhà sàn, vân vân. Câu số 3, hãy điền tên những khu vực chức năng trong ngôi nhà tương ứng với những mô tả trong bảng số 1.1. Như trong cái bảng 1.1 này có 3 thứ tự 1, 2, 3, có 3 nội dung. Và nội dung thứ nhất nó là số thứ tự có 3 khu vực. Nhà khu vực chức năng là gì? Với mô tả đó là nơi thể hiện niềm tin tâm thần của mọi người. Đó là khu vực số 1. Trong khu vực số 1 này các em đặt tên khu vực chức năng nó là gì. Khu vực số 2 với miêu tả là nơi thường được bố trí riêng biệt, yên tĩnh để ngủ, thì nơi đây khu vực được gọi tên là gì, khu vực chức năng là gì. Khu vực số 3 với miêu tả là nơi để gia chủ tiếp khách với và các thành viên trong gia đình trò chuyện với nhau, thì khu vực số 3 này có tên là khu vực chức năng gì? Hãy bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có ở trong video tiếp theo. Câu số 4, hãy sử dụng các đồ vật dưới đây để sắp xếp vào các phòng sao cho phù hợp với một gia đình. Giả sử một gia đình có bố mẹ và hai người con. Những các đồ vật cũng có như là giường ngủ, giường tầng, tủ quần áo, bếp điện, bàn ghế học sinh, chậu rửa bát, chậu rửa mặt, tivi, bàn ăn, bàn ghế sofa. Đây là cái sơ đồ của các căn phòng. Giả sử thì gọi đây là phòng khách nè, đây là phòng ngủ, đây là phòng vệ sinh, đây là phòng bếp. Vậy thì các đồ vật này được sắp xếp như thế nào vào trong bốn khu vực trên đây? Hãy bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có trong video tiếp theo. Gọi số 5 cho nội dung bài này là hãy chọn những đáp án đúng có phát biểu đúng, những đáp án đúng về nhà ở. Ở đây không phải chọn là một mà chúng ta có thể chọn 2, chọn 3, 4 đáp án, kể cả 5 đáp án luôn. Trong cái 5 đáp án này, thứ nhất đáp án A, đặc điểm của nhà ở phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, vị trí địa lý và vùng miền. Đáp án B, các khu vực chức năng trong nhà ở thường được xây dựng cách riêng biệt. Đáp án C, nhà ở một phố thường được thiết kế cấp tầng để tận dụng không gian theo chiều cao. Đáp án D, các không gian trong từng căn hộ nhà chung cư được tổ chức thành không gian công cộng. Đáp án E, nhà sàn các dân tộc miền núi là kiểu nhà được tận dụng trên cái cột phía trên mặt đất để tránh thu gần. Mà trả lời câu hỏi này bằng cách bình luận ngay bên dưới video. Và đáp án đúng sẽ có những video tiếp theo. Một tiếp theo là một khám phá quan sát hình 1.4, và em có thể nhận biết được những khu vực chức năng nào trong ngôi nhà. Ở đây đưa ra 4 cái hình A, B, C, D. Vậy trong 4 hình A, B, C, D này thì các em hãy nêu tên, ví dụ hình A là khu vực nào, một phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh gì đó, v.v. Tương tự với các hình C, B và D cũng tương tự. Thì với những đồ đạc, những hình ảnh này, hãy nêu tên khu vực chức năng đó. Trả lời câu hỏi này bằng cách bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có trong video tiếp theo. Chúng
chúng ta tìm hiểu về sơ qua về lịch sử kiến trúc nhà ở Việt Nam. Về lịch sử kiến trúc nhà ở Việt Nam được tính từ thời kỳ khởi dựng đất nước, thời kỳ vua Hùng trước năm 207 trước Công nguyên. Với nền văn hóa văn lang Âu Lạc và với trình độ kỹ thuật đúc đồng nổi tiếng, đó là thời kỳ văn hóa Đông Sơn. Trong thời kỳ này, qua các di tích khảo cổ, đặc biệt là trên mặt trống đồng Ngọc Lũ, còn ghi lại những nét sinh hoạt thời xưa và những kiểu loại nhà sàn. Đó là kiến trúc truyền thống lâu đời, phù hợp với môi trường thiên nhiên, đất nước. Và dấu ấn rõ nét nhất của nền kiến trúc của Việt Nam còn để lại đến nay phải kể từ đời Lý, đời Trần, đời Hồ, đời Lê, đời Thái Sơn và đời Nguyễn. Và ngày nay các di sản kiến trúc này đã trải qua những biến động của lịch sử, của chiến tranh, khí hậu nóng ẩm nên cũng đã từng có tình trạng là không còn nguyên vẹn. Tình trạng hiện nay các di tích này không còn nguyên vẹn như xưa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc đặc trưng của nhà ở Việt Nam. Loại kiến trúc thứ nhất đó là nhà ở nông thôn. Đặc điểm của nhà ở nông thôn là một số khu vực chức năng trong nhà truyền thống thường được xây dựng tách riêng biệt. Ví dụ như là khu nhà bếp, nhà kho sẽ được xây dựng tách riêng biệt với khu nhà chính, tách riêng ra ở một khu riêng. Và tùy điều kiện của từng gia đình mà khu vực nhà chính có thể được xây dựng ba gian hay năm gian. Cái gian này hay còn gọi là ngăn hay là phòng. Các gian nhà thường được phân chia bằng các hệ thống tường hoặc là cột nhà. Như trong mình một cái nem là nhà ở nông thôn truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ. Chúng ta quan sát cái bức tranh này, đây là cái nhà ở nông thôn Bắc Bộ. Đặc điểm của nhà ở nông thôn Bắc Bộ. Những bức tranh này nó miêu tả đặc điểm kiến trúc nhà ở nông thôn Trung Bộ ở miền Trung. Miền Trung Bộ. Và cái hình ảnh này đó là miêu tả kiến trúc nhà ở nông thôn Nam Bộ. Loại nhà ở thứ hai là nhà ở thành thị. Thứ nhất là nhà ở mặt phố. Đặc điểm của nhà ở mặt phố là nhà đô thị với đặc điểm mật độ dân cư cao. Giải pháp kiến trúc nhà mặt phố chú trọng đến việc tiết kiệm đất, tận dụng không gian theo chiều cao nên thường được thiết kế nhiều tầng. Bên cạnh đó là tận dụng ưu thế mặt tiền, nhà phố được thiết kế để vừa ở mà vừa kinh doanh. Ví dụ như mình nói hình 1.6 nhà ở mặt phố. Thứ hai là nhà ở chung cư. Nhà ở chung cư được xây dựng để mục đích có nhiều gia đình, phục vụ cho nhiều gia đình. Do đó nhà ở được tổ chức thành không gian riêng dành cho từng gia đình, được gọi là các căn hộ. Và không gian chung cư có các khu để xe, khu mua bán, khu sinh hoạt cộng đồng, v.v. Như mình hỏi đây là nhà ở chung cư, chung cư cao tầng phục vụ cho nhiều hộ gia đình sống chung trong một khu chung cư. Như hình ảnh này là minh họa cho nhà ở của thị trấn. Nhà ở thị trấn. Đây là nhà ở thị xã. Nhà ở thị xã. Kiến trúc đặc điểm của nhà ở thị xã. Đây là nhà kiến trúc nhà ở thành phố. Ở thành phố. Có thành phố. Đây là kiến trúc nhà chung cư. Các chung cư cao tầng. Như trong phần đặc điểm của nhà ở có câu số 8. Dùng một tin rao bán nhà trên mạng được tin như sau: cần bán một căn hộ có hai mặt thoáng, diện tích 79m², có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có 2 tầng
Hồng Lễ Xê và có con khu sinh hoạt cộng đồng. Là cái nhà được bán này có mấy phòng chức năng, thuộc loại nhà nào? Trả lời câu hỏi này mình cách bình luận ngay bên dưới video, và câu trả lời đúng sẽ có ở video tiếp theo. Một đặc điểm nữa đó là nhà ở mang tính chất đặc thù riêng biệt ở các khu vực đặc thù. Nhà thứ nhất là nhà sàn. Nhà đặc điểm của nhà sàn là một kiểu nhà được dựng trên các cột phía trên mặt đất, phù hợp với đặc điểm về địa hình, tập quán sinh hoạt của người dân. Với kiểu xây dựng này thì nhà sàn được chia thành hai vùng không gian sử dụng. Vùng thứ nhất là phần sàn, là khu vực sinh hoạt chung để nấu ăn, để ở. Nhà sàn ở vùng cao, phần dưới sàn thường là nơi cất giữ công cụ lao động, ví dụ như hình 1.8, nhà sàn ở vùng cao. Đây nhà sàn ở các dân tộc thiểu số ở vùng cao. Rồi đây là kiến trúc nhà rông, cũng là đặc điểm nhà ở của các người ở vùng cao. Đặc điểm nhà đặc biệt nữa đó là nhà nổi. Đặc điểm của nhà nổi là một kiểu nhà được thiết kế có hệ thống phao dưới sàn nhà, giúp nhà có thể nổi trên mặt nước. Nhà có thể di động hoặc cố định, ví dụ như là hình 1.9. Nhà nổi ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn nhà nổi chỉ là mang đặc điểm của các nhà ở khu vực sông nước như đồng bằng sông Cửu Long. Nhà nổi là đặc điểm của nhà nổi, người ta có thể là dùng các phao bằng các thùng phi để khi đặt xuống nước nó sẽ có thể nổi là mực nước, nổi là mực nước thế này. Kiến trúc nhà, số loại nhà ở vùng miền Việt Nam. Thứ nhất là vùng nhà sàn ở vùng Tây Bắc, đơn giản phù hợp với vùng đồi núi thung lũng, với những vật tư tự nhiên như gỗ, nứa, cỏ tranh và những kỹ thuật xây dựng được tích lũy qua nhiều thế hệ. Loại nhà thứ hai, đặc điểm nhà thứ hai là nhà Bắc Bộ mà đặc trưng của đồng bằng trung du, với nội thất gỗ trang trí rất cầu kỳ. Đặc điểm nhà đó là nhà mái lá ở miền Trung, với kiến trúc hai lớp mái, vật liệu sáng tạo từ đất, tri và lá. Đây là căn nhà rất phù hợp với điều kiện thiên nhiên miền Trung, vừa nắng vừa nóng. Điều thứ hai là nhà ở Nam Bộ. Nhà ở Nam Bộ có đặc điểm là ba gian hai mái, mang đặc trưng cá tính phóng khoáng trong đời sống của người Nam Bộ. Nội dung kết nối năng lực, cái máy sử dụng các phương tiện như internet, qua sách báo để tìm hiểu về đặc điểm kiến trúc nhà ở các vùng miền khác nhau của nước ta. Nhà ở các vùng miền nước ta em có thể tìm hiểu như miền Bắc, miền Trung, miền Nam, rồi Nam Bộ, Tây Bộ, Tây Nam Bộ, Đông Bắc Bộ gì đấy, để tìm hiểu các đặc điểm nhà ở trên này. Luyện tập. Nhà luyện tập thì ở nơi em ở có những kiểu kiến trúc nhà nào? Nhà sàn, nhà nổi phù hợp với vùng nào ở nước ta? Hãy trả lời bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới video. Đáp án đúng sẽ có trong video tiếp theo. Kiến thức vận dụng. Vận dụng thứ nhất, nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà nào? Mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của gia đình em. Vận dụng thứ hai, nêu ý tưởng thiết kế một ngôi nhà có phòng chức năng phù hợp với các thành viên trong gia đình của em. Và
Và để trả lời cho hai câu hỏi vận dụng này bằng cách là bình luận ngay bên dưới video. Như vậy là bài giảng đến đây là kết thúc. Mời các em đón xem bài giảng tiếp theo. Bài giảng tiếp theo có tựa đề là xây dựng nhà ở. Và xin cảm ơn các em đã theo dõi. Xin mời các em bấm subscribe, là đăng ký, nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mà đăng tải mới. Like, thích, share, chia sẻ video này cho mọi người. Xin cảm ơn.